Tuần Giàng Hốt Bạc tháng 8 âm lịch 2024, tuổi Tân Hợi sinh 1971, trời Phật độ mệnh, dần hạn tiêu tan, tiền vàng kéo đến, giàu sang viên mãn, hưởng phúc tới già. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Tân Hợi sinh 1971 thân mến, tôi không biết anh chị đang ở đâu, cũng chẳng biết anh chị là ai, cũng không biết anh chị đang mong gì, muốn gì, hay chờ gì. Tôi chỉ biết tháng 8 âm lịch đang rất gần, đang cận kề, tôi cần anh chị xét lại tinh thần, xét lại bản thân mà chuẩn bị cho một đoạn thử thách cùng cơ hội ở phía trước. Khi thời thế không thuận, thiên thời không nhiều, địa lợi không lắm, thi nhân là yếu tố duy nhất anh chị có thể trông cậy vào phát sáng, phát lửa mà chèo chống cuộc đời. Và tôi cũng không biết vì sao anh chị lại đến được đây, nhưng thật hữu duyên khi ta được gặp nhau trong khoảnh khắc tâm linh đặc biệt này. Tiên tri biết trước tương lai không phải là mong cầu lớn nhất, nhưng lại là bản lề song hành cùng vận mệnh con người hưng thịnh hay suy tàn. Từ Đông Phương huyền bí sang Tây Phương hiện đại, từ cổ chí kim cho đến thời bình hiện tại, các thầy tử vi, thầy phong thủy, thầy chiêm tinh, nhà thần số học vẫn đang ngày đêm nghiên cứu và đúc kết số mệnh con người. Và giới tiên tri tử vi gần đây nhất đã tiết lộ ra bí mật giúp số ít con giáp vượt qua đại hạn đón lấy bình an, trong đó nổi bật nhất là con giáp tuổi Tân Hợi sinh 1971. Trong tháng 8 âm lịch này, Tân Hợi tránh được điều này thì cũng đồng nghĩa với việc cải vận, thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ. Người tuổi Tân Hợi muốn tiền bạc ập đến, mua nhà, tậu xe thì hãy tránh những điều đơn giản này, nhất là nếu biết tận dụng vận may từ những bí mật này mà đổi đời sang trang. Từ nay trở đi, tấm bản đồ tương lai đã trải rộng ra trước mắt, hố sâu vực thẳm hay rừng vàng, biển bạc đã hiển lộ, làm gì cũng thuận lợi một bước lên mây, tiền nhiều như nước. Sinh ra trong thời loạn là bất hạnh, nhưng công thành danh toại giàu sang phú quý giữa thời loạn, đó chính là may mắn mà con giáp này xứng đáng nhận được. Vậy bí mật đó là gì? Điều phải tránh là gì? Bản mệnh sẽ có vận trình tháng 8 âm lịch diễn biến như thế nào? Thì ngay sau đây xin mời quý khán giả hãy cùng với kênh Minh Đường Tử Vi theo dõi phần luận giải tử vi chi tiết nhé. Quý bản mệnh tuổi Tân Hợi thân mến, có bao giờ anh chị nghĩ tại sao mình lại vất vả, tại sao mình gặp khó khăn, hay tại sao mình đang phải ngược xuôi long đong lận đận? Chắc chắn là có, chắc chắn từng có lúc anh chị than thân trách phận, hận mệnh oán đời, tiếc thời thế không thông, buồn vì vận may không thuận. Chắc chắn từng có lúc anh chị thấy bất đắc chí hoặc mình bị lôi vào vận hạn một cách vô lý, cái thì do mệnh số đẩy đưa, cái thì do người hại đôi phần. Nhưng đã bao giờ anh chị nghĩ, bao nhiêu khó khăn mình gặp, có bao nhiêu phần là do mình tạo ra? Có một cách nói như thế này, rằng trong mỗi con người đều có một vị Phật, nên đó là nguồn gốc của câu Phật tại tâm. Trong tâm thức của chúng ta, có một vị Phật đang hiện hữu, đang tồn tại, đang chứng kiến từng hành vi trong từng nhịp thở của ta nhân thế. Để hướng về vị Phật này, không cần cúng dường, cũng chẳng cần hương khói hay bất cứ thứ phàm tục chấp chất nào, có chăng chỉ cần làm đúng, chỉ cần hướng thiện, biết sám hối khi sai, biết chắp tay khi nguyện, biết cúi đầu khi học, biết cảnh cáo khi khẩn cầu những vướng mắc trong cuộc sống đời thường, và quán cái trách nhiệm vào từng hành vi, vậy là đủ. Vấn đề là ở chỗ vị Phật này ít người nhận ra, ít ai nhận thấy, nên người ta hay cầu Phật ở ngoài chứ ít khi hướng vào vị Phật ở trong. Không sai, khi cầu cúng bề trên nơi chùa to điện lớn, nhưng đừng quên dưỡng cái chánh niệm hướng về vị Phật trong chính con người mình. Đừng quên là mọi hành động ta làm, mọi hành vi ta thực hiện, mọi kế hoạch, mọi mưu tính, mọi suy nghĩ sâu thẳm nhất cũng sẽ được vị Phật này dõi nhìn, không hẳn là chấm tội vi công hay gì đó là việc của quỷ thần, mà là dõi nhìn để xem ta đi được bao xa trên đường học, hay lại để cho cái cõi hồng trần này dùi dập cuốn đi. Nhắc cho Tân Hợi rằng, dù có thế nào cũng đừng quên cái sơ tâm của anh chị khi vào đời, dù có thế nào cũng đừng quên cái thiện tính, cũng đừng mất cái hoan hỷ tại tâm, cũng đừng để sân si sân hận che mờ suy nghĩ, làm đớn hèn bản thân, khiến anh chị đưa ra những lựa chọn nhầm đường lạc lối. Tuổi Tân Hợi tức những người sinh 1971, thuộc hành kim trong ngũ hành với thiên can tân, cũng thuộc kim biểu trưng cho sự sắc bén, quyết đoán và chính trực, kết hợp với con giáp hợi, biểu tượng sự hiền lành, độ lượng và thấu hiểu. Tuổi Tân Hợi mang trong mình những phẩm chất của sự cứng rắn và lòng khoan dung. Người tuổi Tân Hợi thường có tính cách hiền lành, nhân hậu và rất đáng tin cậy. Họ là những người luôn biết lắng nghe và thấu hiểu, mang trong mình một tâm hồn rộng lượng và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Thiên càn tân giới yếu tố kim giúp họ có sự mạnh mẽ,
quyết đoán trong những quyết định quan trọng, nhưng đồng thời cũng giữ được sự khéo léo và tinh tế trong cách xử lý các vấn đề. Những người tuổi này thường rất trung thực và chính trực. Họ coi trọng sự công bằng và luôn cố gắng sống theo nguyên tắc và chuẩn mực của mình. Con giáp Hợi mang đến cho họ sự hòa nhã và khả năng tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp. Họ không bao giờ phán xét người khác một cách vội vàng và luôn cố gắng nhìn nhận mọi việc từ nhiều góc độ khác nhau. Họ là những người sống chan hòa, ít khi gây xung đột và luôn tìm kiếm sự yên bình trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, người tuổi Tân Hợi đôi khi có thể trở nên quá nhún nhường và dễ bị lợi dụng. Sự hiền lành và lòng khoan dung của họ có thể khiến họ trở thành mục tiêu cho những người không chân thành. Họ cần học cách bảo vệ bản thân, biết nói không khi cần thiết và giữ vững lập trường trong những tình huống khó khăn. Đồng thời, họ cũng cần học cách cân bằng giữa lòng nhân ái và sự quyết đoán để tránh bị mất đi sự tôn trọng từ người khác. Trong hành trình cuộc đời, người tuổi Tân Hợi hiểu rằng lòng nhân ái và sự độ lượng là những phẩm chất quý báu, nhưng cần phải đi kèm với sự mạnh mẽ và khả năng tự bảo vệ bản thân. Họ nhận ra rằng để thực sự hạnh phúc và thành công, cần phải biết cân bằng giữa sự mềm mại và sự cứng rắn, giữa lòng nhân hậu và sự quyết đoán. Họ học cách giữ vững giá trị bản thân, không để bị ảnh hưởng bởi những áp lực từ bên ngoài và luôn hành động theo đúng lương tâm và nguyên tắc của mình. Người tuổi Tân Hợi cũng hiểu rằng cuộc sống không chỉ là về việc làm hài lòng người khác, mà còn là về việc chăm sóc và yêu thương chính bản thân mình. Họ học cách đặt ra những giới hạn và bảo vệ bản thân trước những tổn thương không cần thiết. Họ hiểu rằng chỉ khi họ thực sự vững vàng và bình an trong tâm hồn, họ mới có thể mang đến sự yên bình và hạnh phúc cho những người xung quanh. Trong các mối quan hệ, người tuổi Tân Hợi luôn cố gắng duy trì sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau. Họ biết rằng để xây dựng một mối quan hệ bền vững cần phải có sự tin tưởng, đồng cảm và sự công bằng. Họ là những người bạn, người đồng nghiệp và người thân đáng tin cậy, luôn sẵn lòng lắng nghe và chia sẻ. Họ cũng là những người có tinh thần trách nhiệm cao, luôn sẵn sàng gánh vác và giúp đỡ người khác khi cần. Người tuổi Tân Hợi với sự kết hợp giữa lòng khoan dung và sự quyết đoán là hình ảnh của một con người mạnh mẽ và nhân hậu. Trên con đường dân sinh, người tuổi Tân Hợi không chỉ hiền lành và độ lượng, mà còn biết cách giữ vững giá trị bản thân và vượt qua mọi thử thách. Chính sự hòa quyện giữa lòng nhân ái và tinh thần quyết đoán đã làm nên sự khác biệt của người tuổi Tân Hợi, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa, bình an và trọn vẹn. Tổng quan vận trình tử vi tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ tiết khí Bạch Lộ, kết thúc tại Hàng Lộ, còn được gọi là tháng Quý Dậu. Lúc này sự ấm áp trong không khí dần nhạt nhòa, khí trời chuyển lạnh, cây cỏ bắt đầu được phủ một lớp sương mờ sâu. Bạch Lộ thì kim khí bắt đầu chuyển dưỡng kim sinh thủy, nên những tuổi mệnh kim và mệnh thủy sẽ chuyển tốt, những mệnh kỵ và kim kỵ thủy thì vẫn thấy có phần không thuận lợi như vậy. Người tuổi Tân Hợi bước vào tháng 8 âm lịch khá tốt, bản mệnh nên tận dụng cơ hội này. Nhiều các tinh che chở, người tuổi Tân Hợi hoàn toàn có thể kê cao gối mà ngủ. Thiện đức hợp quý nhân, dù nam hay nữ thì đều sẽ gặp chuyện tốt. Tính tình lương thiện, tốt bụng, nên gặp khó khăn đều sẽ có người đứng ra giúp đỡ. Tưởng tịnh cá thần cũng đem tới niềm may mắn về sự nghiệp và công việc. Chủ gặp hung quá cát, tượng trưng cho phúc khí và quyền lực. Người tuổi Tân Hợi cẩn thận trọng hung tinh thiên cẩu chủ dượng tương hình tổn thương gây nhiều họa hạn. Người tuổi Tân Hợi không nên mất cảnh giác. Nhìn chung tổng quan tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh 1971, thầy tử vi nhận định đây là một tháng mà thực sự Tân Hợi làm việc rất hiệu quả. Tuổi Tân Hợi cũng có thể trở thành một cứu cánh cho những người xung quanh khi sẵn sàng hỗ trợ và tìm hướng xử lý. Thế nên đừng ngạc nhiên nếu mọi người nhìn Tân Hợi bằng ánh mắt biết ơn nhé. Chính ấn hỗ trợ cho công việc của con giáp tuổi Tân Hợi được diễn ra theo đúng kế hoạch, dù lúc trước khi thực hiện bản mệnh vẫn còn nhiều lo lắng và sợ hãi. Cuối cùng thì bạn cũng đã được thở phào nhẹ nhõm, nếu ai đủ xuất sắc sẽ có bước tiến khá vững vàng. Tổng thể có dấu hiệu phát triển mạnh mẽ, tháng 8 âm lịch có thể thấy Tân Hợi phải chịu trách nhiệm nhiều nội dung công việc, có nhiều khi phải tăng ca, thức khuya. Tuy nhiên, bản mệnh không nên lấy đó làm khó chịu, cứ siêng năng và cố gắng hết mình rồi bản mệnh sẽ tìm được cơ hội khẳng định bản thân ngay vào tháng này. Những công việc Tân Hợi phụ trách đều được hoàn thành đúng thời gian và có kết quả rất tốt. Điều này sẽ khiến lãnh đạo nhìn bạn bằng đôi mắt khác xưa. Tuy nhiên, trong tháng trung thu này mọi người được thỏa thích vui chơi,
thì Tân Hợi lại lo lắng về sức khỏe vì đang có dấu hiệu giảm sút, vì những người làm văn phòng thường ít di chuyển, vận động nên dễ khiến xương cốt thoái hóa. Bản mệnh nên điều chỉnh lại lối sống sao cho lành mạnh hơn. Nếu có thời gian rảnh thì nên dành thời gian rèn luyện cơ thể, ăn uống khoa học và đều đặn. Quý anh chị tuổi Tân Hợi thân mến, thời gian qua anh chị đã vất vả quá nhiều rồi. Nếu hữu duyên được nghe những lời này thì kênh Minh Đường Tử Vi xin phép được gửi tới anh chị một lời an ủi chân thành. Mong quý anh chị luôn giữ gìn sức khỏe trên trần đời đầy khắc nghiệt ngoài kia. Dẫu có chuyện gì thì hãy tích cực lạc quan quý anh chị nhé. Vì vẫn còn kênh Minh Đường Tử Vi ở đây, chúng tôi sẽ luôn lắng nghe và giúp đỡ từng câu chuyện của quý anh chị. Quý anh chị hãy đăng ký kênh để tiếp sức cho kênh Minh Đường Tử Vi có thêm động lực để giúp đời, giúp người. Kênh Minh Đường Tử Vi xem chân thành cảm ơn thiện tâm của quý anh chị. Tiếp theo ngay đây, xin mời quý anh chị đến với phần luận giải vận trình tử vi chi tiết về các phương diện cuộc sống của tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 8 âm lịch. Tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Tân Hợi cho thấy thiên vũ các tinh xuất hiện là cơ hội để làm điều gì đó mà từ trước đến giờ Tân Hợi chưa có cơ hội thực hiện. Điều này có sự tương đồng với mong muốn trải nghiệm những hành trình mới mẻ, thú vị, khác biệt với sự quen thuộc thường thấy. Hãy tự tin thể hiện bản thân nhé. Đây là một tháng mà thật sự Tân Hợi làm việc rất hiệu quả cả về chất lượng lẫn số lượng. Có thể khi làm điều gì đó mới có chút thử thách, bạn cảm thấy hào hứng hơn, nhiệt tình hơn. Tuổi Tân Hợi cũng có thể trở thành một cứu cánh cho những người xung quanh khi sẵn sàng hỗ trợ, tìm hướng xử lý. Thế nên, đừng ngạc nhiên nếu mọi người nhìn Tân Hợi bằng ánh mắt biết ơn nhé. Điều đặc biệt là Tân Hợi tìm được niềm vui trong công việc. Ngay cả những thứ tưởng chừng như xấu xí nhất hiện diện trước mặt bạn cũng có sức cuốn hút riêng. Chỉ cần là Tân Hợi quan tâm đến chúng, hãy làm mọi thứ bằng trái tim mình. Khi Tân Hợi có sự kết nối chặt chẽ với chiều sâu tinh thần của mình và có thể phát huy sức mạnh tương tự ở những người xung quanh. Tử vi tháng 8 âm lịch dự báo đến người tuổi Tân Hợi là sẽ có nhiều điều hanh thông và thuận lợi hơn hắn. Tất cả đều nhờ các tinh tam hội mang tới. Tam hội các tinh xuất hiện trong tử vi tháng mới của tuổi Tân Hợi mang tới sự hậu thuẫn vô cùng lớn. Con giáp này có nhiều sự tiến triển vượt bậc, gặt hái nhiều thành tựu dễ dàng. Tư duy logic của bản mệnh ngày càng nhạy bén, làm việc có kế hoạch cụ thể, không còn tình trạng công việc dồn đống. Trái lại, bản mệnh xử lý việc nào ra việc ấy. Con giáp này thể hiện được khả năng sắp xếp và quản lý công việc tài tình của mình. Cũng nhờ có tính tình lạc quan vui vẻ mà Tân Hợi dễ dàng tìm được cảm hứng trong công việc và sẵn sàng đối diện với mọi thử thách đặt ra ở thời điểm này. Tinh thần làm việc hăng say và có trách nhiệm giúp Tân Hợi dễ dàng giành được sự tín nhiệm từ cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp. Nhờ vậy Tân Hợi có thể được cất nhắc lên một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình. Không chỉ vậy, tam hội còn giúp con giáp này xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Tân Hợi sẵn sàng giúp đỡ người khác nên cũng được người khác giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Thêm vào đó, Tân Hợi còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân, có được những hướng phát triển mới trong sự nghiệp. Nhìn chung, tháng này bản mệnh dù làm việc lớn hay nhỏ đều có được thành công bước đầu. Mọi nỗ lực cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 8 âm lịch 2024. Tử vi tháng 8 âm lịch của 12 con giáp cho thấy thiên cẩu hung tinh có thể mang tới một số thông tin không dễ chịu cho lắm, như là giá chứng khoán giảm, thị trường đang lao dốc, hoặc có thể là một số chướng ngại vật bất ngờ xuất hiện, hay một đắc rối tưởng chừng đã thuộc về quá khứ sẽ quay lại làm phiền đến Tân Hợi lúc này. Bản mệnh cần tỉnh táo, tốt nhất là đừng tìm những giải pháp mang tính tạm thời, hãy giải quyết chúng triệt để trực diện, nếu không Tân Hợi sẽ còn đau đầu dài hơn. Các vấn đề tài chính đòi hỏi bạn phải xử lý một cách chặt chẽ, ổn thỏa, do đó cần thẳng thắn và rõ ràng trong suốt quá trình diễn ra những tình huống mà đôi khi vì thế Tân Hợi cảm thấy đau đầu. Liên quan đến việc chi tiêu đầu tư sẽ dễ chịu hơn rất nhiều khi Tân Hợi tìm thấy mình có thêm được sự mở rộng về thời hạn và không còn phải chịu những áp lực mà bạn đã phải trải qua trong những ngày đầu. Hãy chọn những nhiệm vụ mà Tân Hợi yêu thích, phần còn lại thì để sau. Tân Hợi có biết mình là con giáp giỏi đầu tư, tương lai nhất định phú quý hơn người. Nhưng khi có lục bạch bay về phương chính bắc, báo hiệu vận may phát tài sẽ đến với Tân Hợi. Với tài trí và sự nhanh nhạy của mình, chắc chắn Tân Hợi sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này đâu.
Tài lộc cũng đã có nhiều điểm sáng, thu nhập ngày càng tăng, tài vận hanh thông, cơ hội làm ăn và hợp tác đầu tư lớn càng nhiều. Cũng nhờ vậy mà cuộc sống của bạn được đảm bảo hơn. Tam hội báo hiệu tháng mới mở ra khá nhiều nguồn thu bất ngờ cho Tân Hợi. Bản mệnh càng mạnh dạn kinh doanh, đầu tư càng dễ sinh lợi sinh lại. Tất nhiên kèm theo đó là cạnh tranh khá lớn, song bản mệnh làm tới đầu chắc tới đó, bỏ túi không ít tiền của, các khí khởi dượng còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác làm ăn. Tuổi Tân Hợi nhờ vậy cũng có thể tìm được những mối khách hàng, đối tác đáng tin cậy. Tân Hợi có những mối đầu tư đem lại lợi nhuận lớn, nắm giữ vị thế không nhỏ trên thị trường. Đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt quan trọng đến trong tháng, Tân Hợi cần phải tỉnh táo để phán đoán tình hình chính xác. Chỉ cần Tân Hợi luôn cẩn thận trong bất cứ quyết định nào và không chịu lùi bước khi vướng phải khó khăn, thì phần thắng sẽ thuộc về phía Tân Hợi. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Hợi sinh 1971, trong tháng 8 âm lịch. Để cải thiện tình hình sức khỏe hiện tại, con giáp tuổi Tân Hợi có thể tìm nhiều hoạt động hơn để tham gia. Và đừng quên rằng các hoạt động ngoài trời có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với bạn trong thời điểm này. Thay vì chạy trong phòng gym, Tân Hợi nên chạy ở công viên sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngoài ra yếu tố tinh thần cũng ảnh hưởng lớn tới sức khỏe. Tân Hợi nhớ đừng vì căng thẳng công việc quá mà nhiều đêm mất ngủ. Nên biết cách gạt bỏ bất lo toan trước khi lên giường, đi ngủ như thế sẽ tốt hơn rất nhiều. Hãy cố gắng tạo ra sự cân bằng giữa vận động và nghỉ ngơi. Như thế Tân Hợi mới có thể có được sức khỏe tốt, giữ cho bản thân tích cực vận động mỗi ngày, giúp khỏe mạnh cả về thể chất, trí não và tinh thần, đặc biệt là trong thời gian giao mùa. Xét về phương diện tình duyên gia đạo và các mối quan hệ của tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 8 âm lịch. Tình cảm bình ổn nhưng chưa phải là giai đoạn rực rỡ của người độc thân. Anh chị Tân Hợi vẫn chưa đủ niềm tin để mở lòng với người khác giới. Tân Hợi vẫn đang muốn tìm lại trạng thái cân bằng trước khi bắt đầu chuyện tình cảm mới với những cặp đôi. Đây là lúc mà Tân Hợi nên có sự tách đợi với một nửa của mình một chút, bởi vì sự gắn kết quá chặt chẽ đôi khi không phải là một điều hay cho mình. Và một nửa thời gian để cả hai cùng có những cảm nhận riêng trong đời sống thì hơn đấy. Tâm trạng của con giáp tuổi Tân Hợi tháng này không được tốt lắm, nhất là người độc thân. Tuy nhiên, nhờ tam hội mà Tân Hợi có được những khoảng thời gian bên gia đình, đem lại cho bạn sự xoa dịu phần nào. Họ là nơi bình yên để Tân Hợi tìm về, giúp Tân Hợi khóa lớp được nỗi trống vắng trong lòng mình. Ngày trung thu hãy lựa chọn ở bên người thân. Nhờ thế mà bạn bước qua được những căng thẳng, muộn phiền trong công việc và giải quyết mọi vấn đề tốt hơn đấy. Xem đến đây chắc hẳn quý anh chị tuổi Tân Hợi đã nắm được cơ bản về vận trình của mình trong tháng 8 âm lịch rồi. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 8 âm lịch sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Tân Hợi sinh 1971? Thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần. Cùng cẩm nang dưỡng vận của tuổi Tân Hợi sinh 1971 sẽ ra sao? Tất cả sẽ được kênh Minh Đường Tử Vi dán màn trong các phần tiếp theo. Đầu tiên là tử vi tuần mới trong tháng 8 âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh 1971, tức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 8 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, trong tuần mới nhờ sự giúp sức của các tinh tử vi, có thể nói đường sự nghiệp, tiền tài, công danh của con giáp này đang trên đà đi lên. Sự nghiệp được kỳ vọng sẽ có những thay đổi tích cực và cơ hội phát triển. Tân Hợi có thể gặp một số cơ hội việc làm hoặc dự án mới. Điều này sẽ cung cấp cho bạn cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Đây là khoảng thời gian thích hợp để mở rộng làm ăn, gieo giống cây trồng hoặc sàng lọc nhân duyên. Ngày thứ năm là ngày dưỡng tài nhất của Tân Hợi, nhờ tam hội soi sáng, muốn mua xe, mua đất, khai trương hay nhập hàng thì chọn ngày này để lấy lộc. Tân Hợi có thể nhận thêm thu nhập từ những công việc lặt vặt, chịu khó một chút thì sẽ có tiền tiêu hàng ngày. Về mặt mối quan hệ, nếu bản mệnh đã có người yêu thì tuần này sẽ là cơ hội tốt để bạn tiến xa hơn. Có thể có sự hàn gắn trong mối quan hệ bạn bè hoặc cha mẹ với con cái, nên mở lòng để mọi thứ sẽ đến một cách tự nhiên, đừng kiêu ngạo quá mức. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Tuất, tiểu nhân là tuổi Ngọ và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn vàng, trắng. Con số may mắn 67, 22, 85. Tử vi tuần thứ 2 trong tháng 8 âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh 1971, tức từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 8 âm lịch. Sao Thái âm nhập mệnh, giúp tuổi Tân Hợi may mắn trong cuộc sống, bớt được nhiều áp lực và có tinh thần lạc quan, phong lưu hơn,
Được sự nghiệp thuận lợi nhất là những Tân Hợi có giờ sinh vào ban đêm, thì sẽ được lộc nhiều hơn những người khác. Kỹ năng giao tiếp tốt có thể khiến khả năng giao tiếp của bạn trở thành nền tảng của thành công, đặc biệt là những người kinh doanh hoặc làm văn phòng. Vận may tài lộc chậm chạp, hãy cẩn thận trong việc quản lý tài chính vào những ngày cuối tuần. Tuy nhiên, khoảng thời gian đầu tuần thì tiền bạc khá dồi dào. Hai ngày đầu tuần là ngày lành để con giáp này gửi tiền mua vàng, rút tiền hoặc mua bán xe cổ, đất đai, sẽ có tổ tiên phụ trợ. Về chuyện tình cảm, bản mệnh cảm xúc lúc nóng, lúc lạnh, chuyện tình yêu không ổn định, mạo hiểm là điều không nên xuất hiện trong vấn đề tình cảm. Khuyên nam tuổi Tân Hợi hãy thật cẩn thận, nữ tuổi này khá dượng duyên, ăn nói khéo léo, được lòng người lớn tuổi, dễ gặp được ý trung nhân trong tuần này. Quý nhân là tuổi Dần và tuổi Mùi, tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Sửu. Màu sắc may mắn: tím, trắng. Con số may mắn: 80, 66, 49 và 32. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 8 âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh 1971, tức từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 8 âm lịch. Tuổi Tân Hợi được khuyên là phải năng nổ và di chuyển nhiều hơn trong tuần mới, bởi sự xuất hiện của dịch mã sẽ tốt cho những người có tính cách năng động và chăm chỉ. Với tâm trạng vui vẻ, con giáp này sẽ vượt qua mọi chặng đường và tiến về phía trước một cách suôn sẻ. Tuần này có lợi cho những bạn đang đi làm ăn xa, phải đi công tác nhiều hoặc làm công việc phải di chuyển nhiều, càng cố gắng càng nhanh đi lên, và được lộc của ơn trên ban cho đường tài vận của Tân Hợi trong tuần này lên cao nhất trong ngày thứ 3 và thứ 6. Đây là hai ngày tốt cho mọi sự liên quan đến tiền bạc, nhờ các tinh nâng đỡ. Ngoài thu nhập từ tiền lương, bạn còn có thêm tiền tiêu vặt nhờ kinh doanh buôn bán. Bản mệnh nên thử sức với những mặt hàng mới. Về chuyện tình cảm, người đang yêu thỉnh thoảng tạo ra những bất ngờ lãng mạn cho người yêu. Điều này có thể khiến đối phương cảm động rất nhiều. Đừng hỏi chuyện riêng tư của người khác, và cũng đừng tùy tiện buông chuyện, càng yên lặng càng khiến người khác phải nể. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Dần, tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn: tím, trắng. Con số may mắn: 09, 77, 50 và 42. Tử vi tuần cuối cùng trong tháng 8 âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh 1971, tức từ ngày 23 đến hết tháng 8 âm lịch. Trong tuần có sao Thái Dương chiếu mệnh đem lại sức mạnh cho người tuổi Tân Hợi đương đầu thử thách của tuần mới, nhưng sắc dục sẽ là điều làm phiền bạn do ảnh hưởng của Thiên Diêu. Đầu tuần có Tam Hội chiếu cố, nên công việc của bản mệnh diễn ra tốt đẹp, việc kinh doanh buôn bán không có cản trở, khách hàng nườm nượp. Nhưng càng về cuối tuần vì sức khỏe của Tân Hợi càng giảm nên đừng có tham công, tiếc việc, kẻo ngã xuống không ai đỡ. Tuổi Tân Hợi có lộc làm ăn cực tốt trong tuần này, hay gặp mối làm ăn ngon, thi cử suôn sẻ, hiểu biết rộng và có tài lộc giàu sang. Nhưng nữ mệnh thì phải hạn chế tin người, chiêu trò lừa đảo bây giờ cực kỳ tinh vi, không cẩn thận là mất tiền lúc nào không biết. Chuyện tình duyên đôi lứa dễ bị người thứ ba xen vào, người nào làm chủ được bản thân thì sẽ duy trì được hạnh phúc. Con giáp này quá tử tế khi bao dung với cả những người từng ghét mình, có lẽ là vì bạn không muốn bản thân mình cũng sân si và hẹp hòi như người ta. Quý nhân là tuổi Ngọ và tuổi Thìn, tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Mão. Màu sắc may mắn: trắng, đen. Con số may mắn: 21,64, 39, 15. Bí quyết cải mệnh của tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 8 âm lịch này. Có bao giờ quý anh chị tuổi Tân Hợi tự hỏi tại sao rất nhiều người giàu có, trong khi những người khác lại phải đấu tranh để tồn tại hoặc sống cho qua ngày với một mức lương bèo bọt, trong khi họ có cùng một nền tảng tâm trí, cùng một gia đình, với sự giáo dục và cơ hội phát triển giống nhau? Chắc chắn họ sẽ nhận được các kết quả khác nhau, một người rất thành công và một người sẽ thất bại. Tại sao điều trái ngược đó lại xảy ra? Một chuyên gia tài chính chia sẻ rằng, việc xem xét các kết quả khác nhau mà những người trong gia đình tôi có được để dạy cho tôi, nhờ bài học cuộc sống quý giá về việc xây dựng sự giàu có. Ông bà tôi là những công nhân nhập cư chăm chỉ, gương mẫu, họ luôn công khai và tất cả các vấn đề về tiền bạc với bốn người con của mình. Do đó, bốn người đều nhận được những nguồn thông tin giống nhau, ba trong số họ thậm chí còn có cùng nghề nghiệp. Tuy nhiên, những khoản tiền mà họ kiếm được lại rất khác nhau, do vậy, tôi muốn chia sẻ trong bài viết dưới đây những quan sát và kinh nghiệm từng trải của mình với các bạn độc giả, để mọi người có thể tìm hiểu những hoạt động bổ ích khi muốn tạo ra tự do về mặt tài chính.
Dưới đây là hai bí quyết bản mệnh cần phải nắm vững để trở nên giàu có. Bí mật thứ nhất, học cách biết ơn ông bà. Tôi luôn luôn trân trọng và đánh giá cao những cơ hội có sẵn trên quê hương mới của họ. Ngược lại, bố mẹ tôi thường hay phàn nàn về tiền dù họ kiếm được rất nhiều. Sự thiếu hài lòng khiến bản thân họ cảm thấy không bao giờ là đủ và chi tiêu vượt mức cho phép, dẫn đến cảnh nợ nần suốt cuộc đời. Họ luôn chiến đấu vì tiền và đổ lỗi cho nhau về kết cục của mình. Những cuộc cãi giả liên tục xảy ra trong gia đình khiến tôi căng thẳng và không thể chịu đựng được. Khi bạn thể hiện sự biết ơn và hài lòng với những thứ mình có, bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì bản thân muốn. Vì vậy, bạn cần phải rèn luyện lối sống biết ơn kể từ ngày hôm nay. Một cách dễ dàng để thể hiện lòng biết ơn đó là liệt kê những thứ mà bạn đánh giá cao trong cuộc sống của mình. Nó có thể là sức khỏe, gia đình, bạn bè hoặc một doanh nghiệp mà bạn sở hữu đang trên đà phát triển mạnh. Bạn phải giành quyền kiểm soát tiền của mình, nếu không nó sẽ quay lại điều khiển bạn. Bí mật thứ hai, hãy bắt đầu tiết kiệm. Ông bà tôi sở hữu rất nhiều tiền vì họ biết cách quản lý tiết kiệm và là những người chi tiêu thông minh. Ngược lại, hai người con của họ đang phải sống cuộc đời không một xu dính túi. Một người mất tất cả và đang sống trong nhà ở của chính phủ dành cho người già. Một người đã phải thu hẹp các khoản chi tiêu và hầu như không có bất kỳ tài sản nào. Một người con khác đã học theo thói quen tiền bạc của ông bà tôi và bây giờ đang hưởng thụ quãng thời gian nghỉ hưu vô cùng thoải mái. Vậy lựa chọn tiết kiệm như thế nào? Bạn nên thực hiện điều quan trọng nhất, đó là bạn phải nắm rõ tài chính của mình. Sử dụng một ứng dụng trực tuyến hoặc bảng tính để tính các khoản như thu nhập mang về nhà và bất kỳ nguồn thu nhập nào khác, cổ tức, tiền lãi. Việc tiếp theo nên làm đó là hoạch định việc chi tiêu của bạn, cách chúng thành hai loại thiết yếu và tùy ý, đồng thời phải bao gồm cả tiền tiết kiệm trong ngân sách của bạn. Nếu bạn muốn tăng tiền tiết kiệm, hãy tìm cách giảm chi phí mua sắm những khoản không cần thiết. Như bạn có thể thấy, việc đạt được mức độ giàu có và tự do tài chính không khó như bạn nghĩ. Nếu bạn thực hiện tốt hai bí mật đơn giản này, con đường trải đầy hoa hồng đang chờ đón bạn. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.